Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị ba trận cờ rất hay của vua cờ Tiền Hồng Phát. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên, Tiền Hồng Phát cầm đỏ đi tiên, Tăng Như Ý cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
将军。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 Chơi đến đây sát cục tăng như ý buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai, vu ấu hoa cầm đỏ đi tiên, tiền hồng phát cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
军。将军。将军。将军。将军。将军。chơi đến đây sát cục vu ấu hoa buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ ba. Tiên hồng phát cầm đỏ đi tiên, hồ vinh hoa cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。chơi đến đây không chống. Đỡ nổi Hồ Vinh Hoa buông cờ nhận thua, video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.